Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình lại mua một sản phẩm mới tiếp theo, đó là một chiếc đèn pin siêu sáng. Và cái sản phẩm này là gồm có 5 bóng các bạn nhé. Mình cũng đặt cái sản phẩm này ở trên cái trang đó là Lazada. Và cái giá của nó thì cũng hấp dẫn thôi, và tổng sản phẩm và tính cả tiền ship nữa là 93.700 đồng đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở sản phẩm này ra để xem cái chất lượng của sản phẩm chiếc bóng đèn pin này nó như thế nào nhá. Các bạn theo dõi cho mình. Ok, bây giờ mình tiến hành mình tháo sản phẩm này ra. Sản phẩm này mình mua ở trên Lazada và cửa hàng là ở xóm 6 ở khu vực huyện Vũ Bản, xã Tân Thành, thành phố Nam Định. Đó, đây là số điện thoại. Thì bây giờ là số tiền, tổng số tiền ship và số tiền nhận hàng là 93.700 đồng. Và cái đây là bóng đèn pin siêu sáng gồm có 5 mắt, bao gồm cả phụ kiện nữa. Và bây giờ mình sẽ tiến hành tháo sản phẩm và test thử, các bạn theo dõi nhé. Bây giờ mình tiến hành mình mở sản phẩm các bạn nhé. 1, 2, 3. Sản phẩm đây. Đó, sản phẩm bao gồm một là dây đeo. Đây là dây đeo. Đây là giấy sạc. Đó, mình sẽ để đây. Ba là chiếc, đây là chính là nhân vật chính của nó đây. Đây chính là nhân vật chính của nó. Đây là chiếc bóng đèn. Đây các bạn nhá. Đó. Đây là bóng đèn LED. Đó. Đây là cái cổng sạc các bạn này. Là cổng sạc. Đó, đèn thử đấy các bạn ơi. Đó, đèn sáng đấy các bạn ơi. Rất sáng luôn. Không biết sản phẩm này giá cả thì mình cũng cảm thấy là cũng phải là đắt lắm, nhưng mà cái chất lượng pin nó có lâu hay bền hay không thì mình phải sử dụng trong khoảng một thời gian thì mình mới có thể biết được chất lượng của nó. Đây là cái sạc khi tăng nói rồi, chúng ta dùng sạc điện thoại được. Đây là dây móc. Móc này là để đổi đến đâu đó các bạn nhé. Đây là chỉ là cái này là để đổi đến đâu. Rồi. Ok. Và cái này là cái thứ ba. Đó, một bóng giữa là sáng nhé, một bóng giữa là sáng. Tích lần thứ hai là 4 bóng đều sáng. Ba là nháy. Ok, bây giờ là mình sẽ tiến hành đổi cái đèn pin này đến đầu xem cảm giác như thế nào nhé. Đây, chiếc đèn pin này. Đó. Đây, các bạn theo dõi nhé. Đó. Bây giờ mình sẽ bật bóng đèn sáng lên này. Đó. 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 Bóng nháy, đây là bóng có hiện tượng nháy. Đó, đây là chế độ tắt. Chế độ thứ hai là bật bóng là bóng rửa sẽ sáng. Và chúng ta chế độ thứ hai thì đó chính là 4 bóng nhỏ đều sáng, 1 bóng rửa là không sáng. Đó. Và chế độ thứ ba đó là tất cả đều sáng cả. Và chế độ thứ tư đó chính là toàn bộ bóng đều nháy. Đó. Đấy. Và bây giờ mình sẽ như vậy là chiếc bóng mình mua đã hoàn thành. Còn chất lượng như thế nào thì còn tùy thuộc vào thời gian kế tiếp. Đó. Mình sẽ tiến hành thay đổi góc của đổ này. Như thế này thì chúng ta nhìn rất rõ hơn này. Đây các bạn nhé, bây giờ mình thử nhé các bạn nhé. Đó. Đây. Đó. Đây.
Rồi, ok, các bạn thấy video này thú vị, các bạn hãy xem và like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye.